Deadlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Cháu Đức thì cũng từ nhỏ đi học, thì ở xóm là nhà cũ trong kia có cái ngõ, thì đi học về thì các anh mới là các chú đá bóng rồi cứ rời về vất cặp ở nhà là vào ngõ đá bóng nhựa. Thì các chú lớn lắm cơ mà cháu cứ thích, thì các chú cũng chiều vì cùng xóm các chú cho đá thì cháu cũng đam mê. Mê từ đó thì phường kiểu các chú cứ cho ra phường hay cháu đi đá, xong cháu đi học lớp 1, lớp 2 ở trường Trần Quốc Toản ấy, thì các thầy cô cũng cho cháu đi đá từ đấy đi. Nó cứ đam mê từ ngày bé ở nhà cháu cũng đam mê. Rồi đấy thì nó thích, nó không biết là cũng là cái duyên cái bóng đá hay sao mà Đức nó đam mê từ bé. Ngoài đồ chơi không thích gì, chỉ mua bóng đá nhựa, ngày đấy nó cũng không được có điều kiện như bây giờ. Toàn mua bóng nhựa này. Cháu nó thích lắm vì là các chú biết, các chú nhường thì kiểu đá này. Mà các chú lại cứ không có Đức thì các chú không đá đâu. Các chú lại thích vì có Đức đá, nó nhỏ người cơ mà nó cũng đam mê nó. Các chú bảo đá thằng này thích lắm. Thế là các chú cứ gọi, có khi cháu chưa đi học về các chú đã bảo thích Đức về chưa, và cháu chưa. Về cái là vất cặp là bắt đầu ra đá các chú không biết bao nhiêu rổ bóng nhựa. Ngày xưa cháu tập ở Hải Dương này, mỏng manh, trông lúc nào cũng bảo sao Đức ơi, Đức mà làm cầu thủ là không được, Đức mỏng manh này, xong độc trêu Đức là thanh niên hoi, cậu ấm sứt vòi, cả nhà độc trêu ngày xưa cứ bảo cậu ấm sứt vòi này. Thế là đi ra thì ngày xưa cháu đi là mới đầu lên thành phố, thế là chú Vũ đấy, chú các bác ấy quý lắm. Thế là Đức đá lúc kiểu cho học cấp 1, cháu được học sinh, đa học sinh giỏi, học sinh tiên tiến kỳ 1, được học sinh tiên tiến rồi. Thôi mẹ ai con nghỉ, chứ đi học mà học sinh tiên tiến các bạn nhận quà thì mẹ hay cho vào cơ quan nhận quà, năm nay con không được đi. Thế con nghỉ, thế ở nhà thì bác giám đốc ở thành phố đấy mới lại chú Vũ cứ, hay là anh chị không cho cháu đi để tạo điều kiện cho em. Chú em thằng này nó như thế mà nó nghỉ thì chú em tiếc lắm, cả đội có mỗi cái thằng này. Thế bảo không phải đâu, đấy thì chú có động viên cháu, chú được thì nó đi đi chứ nó đang được học sinh giỏi, nó không được cháu thôi rồi. Thế xong đến nó bảo, hay là ngại đi thì để em xuống em đón, mà không phải anh chị cũng dỗi không về là cái đấy đâu. Thế không nghĩ nào, các bác xuống nhiều lần nó lại đi. Đi ở động viên con mà, hay là con cứ đi cho khỏe thôi. Thì sáng dậy mẹ lai con đi, xong mẹ đón về rồi về tắm rửa rồi đi ra trường học. Thế nó lại đi. Đi nào đến lúc nào kiểu cũng đam mê quá ấy. Chú Yên ở trên trung tâm tỉnh ấy, chú lại nhặt, chú lại gọi chị ra mà chú em quý thằng này lắm, anh chị tạo điều kiện mà đấy thì chú thấy cháu như nào thì cứ cho cháu đi cho khỏe, vừa học hành mấy cái tuổi này cho nó đỡ chơi bời. Thế là nên trung tâm ở nghĩ cũng thương con lắm cơ mà, ngày nào chị cũng phải ra, ngày nào cũng ra, xong là dọn dẹp và giặt giày tất cho các cháu ở lau nhà vì các cháu tuổi đấy bừa bộn lắm. Thế xong là dần dần là nó cháu quen này. Hàng ngày thì đi ra mấy các con mà đi xuống sân thì ở trên lau chùi phòng này xếp giày, có cái đối tất quần áo là của các cháu thì gấp viết hộ, là giường nào giường đấy là hộ lại lau dưới ông phơi giày, xong dọn dẹp. Xong đến chiều mà đi thể thao thì đi bộ ngày xưa nhà vẫn ở trong Nguyễn Hữu Cầu ấy, cách đây một đoạn này, đi bộ từ nhà ra đấy xem các con tập, xong các con nghỉ thì mình lại đi bộ về. Thế những ngày ví dụ đến ngày sinh nhật của cháu thì mẹ cứ chuẩn bị đầy đủ bánh hay bánh kẹo rồi các thứ, nước ngọt rồi sữa riêng là mang ra sinh nhật cùng phòng với cả con. Thế còn mỗi một lần đi thi đấu thì hai vợ chồng tôi cùng đi theo xe. Thế ví dụ mua đồ cho con này, rồi hoa quả, rồi chăm sóc các cháu. Nói chung là cứ đi đâu mà bố mẹ có thể đi được cùng với đoàn, nên là chú Yên chú cũng bảo anh chị đi thì là đi ra đây thì là anh chị cũng, chúng tôi cũng sắm đồ riêng mang theo cho các con, rồi ăn uống, rồi thỉnh thoảng các con thi đấu rồi về. Ngày xưa này, vợ chồng tôi có một cái nhà hàng, thế là cứ các con đi thi đấu là mời hết cả đoàn về nhà hàng ăn, là chiêu đãi các con, động viên các con. Rồi ngày xưa, rồi những cái ngày chuẩn bị về Tết là muốn liên hoan đội, là
Vợ chồng tôi cũng rất là tâm đắc theo các con, các cháu nữa, là cũng động viên tinh thần các con cháu là mời hết mọi người ra đây ăn này, cho vui vẻ, tạo động lực cho các con, các cháu. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.